Số 638. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội, Hán dịch đời Tây Tấn, Thanh Tấn Sĩ, Niếp Thừa Viễn, Quyển. Nghe như vậy, một thời, Đức Phật đang du hóa tại vườn cây Đại Nại Thị Duy Gia Ly, cùng với đại chúng tỳ kheo của 1.8.000, Bồ Tát có 8 vạn, tất cả đại thánh đều đã đạt thần thông, được tổng trì, tóm thu 10 lực trí tuệ, đủ ở chỗ vô sở trụ, vượt khỏi 3 môn giải thoát. Khéo léo sử dụng phương tiện, không ai là không hóa độ được. Trí ba đạt không bị trở ngại, du hóa trong 3 đời. Độc tôn không ai sánh bằng, thấy được chỗ khởi lên của cội nguồn sinh tử, tùy bệnh cho thuốc, khiến được thuyên giảm, bảo vệ thành trì chánh pháp, cứu giúp quần sinh, thực hành 4 tâm bình đẳng, từ bi, hỷ, hộ, 4 ân, tùy thời, khai thông, kiến tạo, cầu đò, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, hóa độ không cùng. Hiểu rõ pháp, không, do tướng, do nguyện, đạt được pháp nhận bất khởi, hiện ra giữa chúng sinh, hoàn toàn không chỗ khởi chấp, dạy dỗ, đốc thúc những người còn thoái lui, làm cho không còn rơi trở lại, 8 không nghĩ bàn, cứ vất 8 nạn, hợp cùng pháp thân hiện ra Bồ Tát hoặc làm Như Lai Thanh Văn Chuyên Giác, cũng như ánh sáng mặt trời tỏa rạng muôn nơi, qua lại 10 phương, cũng không chu toàn, quán tất cả các pháp đều như huyễn hóa, như mộng, như bóng ngựa đồng hoang, như hình bóng, tiếng vang đều không có chỗ có. Trừ sạch tất cả các phiền não, lợi suy, hủy dự, khổ vui, thiện ác, vượt qua các pháp có ở thế gian, bước đến đạo tràng, bình đẳng không tan giảm. Tên của các vị là Bồ Tát Phổ Minh, Bồ Tát Phổ Đạt, Bồ Tát Phổ Trí, Bồ Tát Phổ Tuệ, Bồ Tát Phổ Chí, Bồ Tát Quang Minh, Bồ Tát Quang Diễm, Bồ Tát Quang Đẳng, Bồ Tát Quang Anh, Bồ Tát Quang Tạo, Bồ Tát Từ Quang, Bồ Tát Từ Khí Thí, Bồ Tát Từ Giới, Bồ Tát Từ Nhẫn, Bồ Tát Từ Tấn, Bồ Tát Từ Tịch, Bồ Tát Từ Trí, Bồ Tát Từ Cứu, Bồ Tát Từ Hộ, Bồ Tát Từ Vũ, Bồ Tát Từ Minh, Bồ Tát Từ Phổ. Các vị ấy đều là những bậc đứng đầu đầy đủ 8 vạn đức. Khi ấy Đức Thế Tôn nói pháp về tuệ vô cực đại thừa nghiệp cho vô ương số 100.000 chúng quý thuộc đang vây quanh. Lúc đó trong thành có đại trưởng giả tên là Thiện Bảo cùng với 1.000 người. Mỗi người đều cầm hoa bảy báu đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ sát chân, rồi đem hoa báu trả lên Đức Phật, cùng phát lời nguyện. Chúng con xin nguyện sẽ làm cho các loài chúng sinh trong 10 phương, tâm nhu nhuyến như hoa, ý thanh tịnh như hư không. Lúc đó oai thần của Như Lai khiến cho các hoa báu đều trụ trên hư không, và kết thành lọng hoa trên đầu Đức Thế Tôn. Ánh sáng của lọng hoa che chiếu đến các Bồ Tát ở cõi Phật trong 10 phương, các hàng trời người không ai là không thấy. Mỗi thế giới chư Phật đều có vô số tức 100.000 Bồ Tát cùng đến chỗ Đức Phật đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Lúc đó Từ Phổ cùng 8 vạn đại sĩ và 100 ức trời đế tích, Phạm Vương, 30 ức Phạm, các thiên thần lớn, diệu tiên, 10 ức quyến thuộc của trời Tịnh Cư, 20 ức theo hầu Ma Tự Đạo Sư, 5.000 ức kỹ nữ theo nhau đi đến chỗ Đức Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên. Vua Xà Tế cùng 8 vạn người, vua Ba Tư Nặc cùng 5 vạn người, vua Duy Gia Ly cùng các tôn giả gồm 84.000 người, vua Úc Thiền cùng 2 vạn người, vua Du Đầu Đàn cùng 9 vạn người, vua Câu Di Na Kiệt cùng 6 vạn người. Các vua như vậy đều đem theo số quyến thuộc không thể kể hết đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát đất rồi lui ngồi một bên. Các tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, chư thiên long thần, A Tu Luân, Kalula, Chân Đà La, Ma Hu Lạc, nhân phi nhân, đông vô số ức, không thể ví dụ, cùng đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ sát đất, rồi phân ban theo từng bộ phận của mình, hoặc ngồi hoặc đứng. Đức Phật ở trong chúng oai thần rất là cao quý, như mặt trời mới mọc, như mặt trăng giữa các vì sao, như núi Tu Di sừng sững giữa biển cả chiếu giáp 4 thành. Thân Thế Tôn phóng ánh sáng dời dời, thánh tuệ vô biên, chiếu khắp tất cả không đâu là không mong độ thoát. Tứ phẩm chiêm ngưỡng, như đi trong bóng đêm thấy được ánh sáng. Lúc đó trong hội có Bồ Tát Phổ Minh, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối chắp tay, khen Đức Phật bằng kệ. Đại từ thương xót quần sinh, làm bóng mắt che mù, che người mù, mở sáng mắt người tối tâm, hóa chưa nghe bằng đạo sáng, cõi thế gian như hư không, như hoa sen không dính nước,
tâm trong sạch hơn thế nữa, cúi đầu lễ đấng vô thượng, quán pháp vốn không sở hữu, như bóng cầu trăng in nước, bóng vang huyện hóa cây chuối, hiểu ba cõi cũng như vậy, từ vô lượng kiếp khó đếm, tích công đức không biết được, từ tâm đẳng định rộng hóa, chúng sinh loại đều nhờ ân. Rõ ba cõi giống như mộng, giác đều diệt được thích ứng, gốc ngọn của mọi sinh tử, nó hoảng hốt không sở hữu, ánh sáng Phật đều chiếu đến. Oai tướng tốt khó so lường, đạo vời vợi không gì bằng, nên cúi đầu lễ mười phương, vốn phát ý vì mười phương, cứu nguy nạn giúp quần sinh, đã được nguyện hơn hư không, ai nấy thảy đều mong ân, ngồi cây Phật xuất hàng ma, được vô lượng thành giác đạo, hiểu các pháp vốn tự nhiên, với dị thuật không mong cầu. Hoa bảy báu rải lên Phật, tại hư không thành lộng hoa, ánh sáng chiếu khắp mười phương, quần sinh hợp nghe pháp hội, đức thánh tôn như Tu Di, trí tuệ sáng hơn nhật nguyệt, giảng chánh pháp không gì bằng, nên đảnh lễ bậc đại thánh. Phật Minh nói kệ khen Đức Phật, rồi quỳ gối chắp tay thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nay những người trong đại hội này, có người phát ý Bồ Tát hoặc chưa phát, có người được không thoái chuyển hoặc chưa được, có người được pháp nhận bất khởi, nhất sinh bộ xứ, thành tựu đạo đức, hoặc còn đọa trong sự trói buộc của năm đường sinh tử, cuối sinh Đức Như Lai thương xót, vì họ diệu nói thì hiện bảo tạng vô cực, khiến cho những người tâm chưa giải thoát đạt được tỏ ngộ, người ngu tối thấy được ánh sáng đạt không thoái chuyển, có tam muội tên là Phổ Chiếu, Thâm, Thiển, Tiêu Tan, Nhị Pháp, có thể mau chóng đến đạo vô thượng chánh chân không. Phật khen: Hay thay, này Phổ Minh, ông có nhiều thương xót, nhiều sự an ổn, thương nhớ các hàng trời và người trong mười phương, muốn làm cho được sở nguyện. Vậy hãy lắng nghe, suy nghĩ thấu đáo. Dạ vâng, Bạch Thế Tôn, con rất muốn được nghe. Phật bảo: Này Phổ Minh, có tám muội tên là Siêu Nhật Minh. Bồ Tát đạt được tám muội này đều được nhập vào. Ví như ánh sáng của mặt trời xuất hiện thì không có gì làm trở ngại, hóa độ trước sau, khiến thông đạt ba xứ, tâm ý thanh thản. Người chưa phát ý sẽ làm cho khởi tâm Bồ Tát, đã phát đạo tâm rồi thì đạt quả vị không thoái chuyển, đã đạt được thì không bị rơi trở lại cho đến nhất sinh bổ xứ. Người đã được bổ xứ rốt ráo rồi thì chứng đắc vô thượng chánh chân, bình đẳng như hư không, không đến không đi, không ra không vào, không có gì là không hành trì, thực hành 80 việc. Có như vậy mới đạt được định vững chắc này. Những gì là 80? Hiểu rõ nhãn không, trừ nhĩ thanh, không tỷ khứu, dứt sự đắm trước của lời nói, thoát khỏi thức, dứt tham dâm, dừng sân hận, buông ngu si, hiểu rõ sắc như bọt nước, thọ như bong bóng nước nổi, tưởng như bóng câu, hành như cây chuối, thức như huyễn, tâm vốn sạch, ý giống giấc mộng, nhớ nghĩ đồng với hình bóng, không thấy thân, không chấp nhân, không có thọ, không giữ gìn mạng, bốn đại đều không, năm ấm không căn, sáu suy không cội nguồn, bảy thức không chủ tể, hành tâm từ thương tất cả, ý hòa duyệt, bảo vệ các căn không thương ghét, lìa các chống đối, hạnh không tan, không hợp hội, không ban cho, không keo kiệt, không giới, không phạm, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không biến nhát, không vắng lặng, không náo loạn, không trí, không ngu, không bỏ thế tục, không chuyên đạo, giảng nói pháp không vì mình, vì tất cả, không chỗ dính mắc, cũng không đoạn, cũng không buộc, không mở, hành bình đẳng, dứt ngủ nghỉ, không bị che lấp, không thọ nhập, không theo chống đối, tâm tự hiểu, vâng lời Phật, không trái pháp, không khinh chúng tăng, thương mọi người trong mười phương như cha nghiêm giáo, như mẹ nuôi dưỡng, ví như con vâng lời cha mẹ, nhớ ân như thân mình, không vì chính mình, không vì người khác, cũng không vì pháp, thực hành đạo Bồ Tát, giữ vững ý chí tao nhã, không bị tà tưởng, không nghĩ đến thanh văn, không nghĩ đến chuyên giác, không cầu vọng tưởng, bỏ hạnh đây kia, không dựa vào tất cả, không thấy ba đời, rõ được nguồn gốc ba cõi, không tâm ý thức, hiểu đạo như không, lìa quá khứ, vị lai và hiện tại, thâm nhập đại tuệ, tất cả vốn không,
khéo thực hành những quyền biến. Này Phổ Minh, đó là 80 hạnh, nếu ai tu hành được vậy thì máu chó đạt tam muội siêu nhật minh. Ví như mặt trời mọc chỉ một lúc là chiếu khắp tất cả, trăm loại lương thực và cỏ cây đều được thành thục. Người được định này bình đẳng nhập vào tất cả các hạnh thượng trung hạ, không đâu là không được hiện để độ hết tất cả. Như mặt trăng tròn xua tan bóng đêm, dùng ánh sáng đại định, khử trừ ba tưởng do bẩn che lấp, trừ sạch đã thấy được đạo vô thượng. Như thầy thuốc giỏi lựa chọn trăm loại cỏ để trị các căn bệnh, khiến cho người bệnh được thuyên giảm, Bồ Tát dùng tuệ vô cực, tùy theo bản hạnh của chúng sinh, mà nói pháp trừ sạch sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cầu giữ được thần thông. Như vị thuyền trưởng giữ vững con tàu, đưa người qua lại không bị đình trệ, Bồ Tát thì hiện Niết Bàn cứu người vô lượng, khai hóa tại nơi đó, rõ ba cõi đều không, thuận cả trước sau, cứu giúp tóm thu hàng phục quần sinh mê muội. Như sư tử oai hùng ẩn hiện trong rừng sâu, các thứ đều bị thu phục, Bồ Tát được lệnh này bước đi một mình trong ba đời, hàng phục loại trừ 62 kiến, 96 đường tắc, và những người bị đọa trong tà kiến làm cho họ theo đạo giáo đạt được tam phẩm. Như chuyển luân dương thống lệnh bốn thành, thiên hạ đều kính ngưỡng. Định tứ đẳng này dùng bốn ý hành phân biệt bốn đại độ tác sự sinh già bệnh chết, ngã nhân thọ mạng của chúng sinh, làm cho họ biết tất cả vốn là không, được đến đại đạo. Ví như biển cả thâu nhận các sông suối tích chứa các ngọc báu kỳ lạ đặc biệt, tất cả pháp môn tổng trì biện tài các định ý môn đều tập trung vào tam muội ấy, diễn giảng tuệ nghĩa vô thượng sâu xa, làm hưng thịnh ba ngôi báu, tẩy trừ ngu tối, vượt đến nhật minh tam muội tôn định. Lúc đó Phật liền nói kệ tụng: Như khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu khắp nơi, thóc lúa được chín mùi, đại định hơn thế nữa, bình đẳng với tất cả các quần sinh tạp hạnh đều hiện khắp tất cả, ai nấy đều được độ. Thầy thuốc trị các bệnh tùy thời mà cho thuốc, định này ứng thời nghi, tiêu trừ dâm nộ si. Thiền trưởng giỏi đưa người bờ này sang bờ kia, Bồ Tát cũng như vậy, cô giúp không cùng cực. Dễ như sư tử hùng độc bộ không sợ gì, 62 nghi kiến định này đều hàng phục. Như chuyển luân thánh dương dỗ về bốn thiên hạ, Bồ Tát cũng như thế, tứ đẳng độ quần sinh, biển cả nhận vạn sông châu báu và ngọc lạ, định này trùm các pháp bố thí bảy thánh tài. Giả sử có phát ý muốn đến tuệ vô thượng, tôn trọng nghĩa định này, mau được hiểu chánh chân. Phật nói kệ xong liền bảo: Này Phổ Minh, Bồ Tát có bốn việc mau chóng đạt được định này. Những gì là bốn? Một, thương xót quần sinh như cốt tủy mình. Hai, gieo trồng các cốc đức, không mong báo đền. Ba, quán bốn đại đều là không, giống như giấc mộng. Bốn, biết năm ấm như ngựa hoang, đó là bốn việc. Đức Phật lại nói kệ: Người muốn được định này, thương xót loài chúng sinh như cốt tủy của mình, tạo đức không mong đền, quán thân bốn đại không, xem nó như giấc mộng. Biết năm ấm vốn không, giống như con ngựa hoang. Giả sử người trí hiểu, không chấp có ngô ngã, luyện tập tận nguồn gốc, chống được định ý này. Phật bảo: Này Phổ Minh, Bồ Tát lại có bốn việc mau chống được định này. Những gì là bốn? Một, nuôi dưỡng chúng sinh, thương chúng sinh như con đỏ. Hai, thường thực hành lòng lành cao cả, không phân biệt đây kia. Ba, khuyến khích dạy dỗ người ngu si, chỉ rõ lẽ đạo. Bốn, ngày đêm tinh tấn, chỉ đạo không mất. Đó là bốn. Phật lại nói kệ: Nuôi dưỡng thương chúng sinh như cha mẹ yêu con, lòng lành không mong trẻ, bình đẳng với tất cả, khuyến hóa bầy người ngu, khiến thấy rõ đạo lớn. Sớm chiều chưa chánh pháp mới mau được định này. Phật bảo: Này Phổ Minh, Bồ Tát lại có sáu việc mau chóng được định này. Những gì là sáu? Một, bình đẳng ban cho. Hai, thờ phụng giữ gìn giới cấm giới, tất cả không phạm. Ba, ra sức nhỏ nhục, mặc áo giáp đại thừa. Bốn, tinh tấn tu hành, chưa từng biến nhắc phế bỏ. Năm, một lòng tóm thu ý, khiến không có các tưởng. Sáu, trí tuệ sáng tỏ, không chìm đắm trong ba cõi.
đó là xấu. Phật lại nói kệ, ban cho không cầu đáp, giữ giới như núi đất, tạo sức mạnh nhẫn nhục, mặc áo giáp đại thừa, khéo tu đại tinh tấn, chưa từng có biến nhát, một lòng thiền tam muội, trí tuệ không trở ngại, không tự quán duyên biến. Nó tạo lập từ đâu, ba nơi bỗng hiện mất, một lòng không chỗ trụ. Phật bảo này Phổ Minh, Bồ Tát lại có 10 việc mau chóng được định này, những gì là 10? Một, đem sự an ổn đến cho mọi người. 2. Trừ sạch các hạt, các hại nhơ. 3. Tiêu hóa trần lao. 4. Hòa hợp biệt ly. 5. Buông bỏ lý tà kiến 62 nghi. 6. Hiểu rõ không có tôi ta. 7. Thường tôn sùng 10 đức. 8. Bốn cứu giúp tất cả nạn khổ trong ba đường. 9. Không bị lưới tà thuật làm mê hoặc. 10. Theo gốc không giáo, không hợp, không tan. Đó là 10 việc. Phật lại nói kệ. Cho chúng sinh an vui, lìa các tưởng hại nhơ, tiêu hóa hết trần lao, hòa hợp loạn biệt ly, trừ 62 kiến, hiểu rõ không tôi ta, luôn tôn sùng bụi đức, muốn cứu vớt ba đường, thương người bị tám nạn, qua lại khắp tất cả. Ví như người mù lòa không tự biết tối tâm, vì thế khởi đại bi, cứu thoát các nguy hiểm, phân biệt tuệ sâu xa, chống được định ý này. Phật bảo này Phổ Minh, Bồ Tát lại có 7 việc mau chóng được định này, những gì là 7? 1. Tâm chuyên chí đạo không nhớ nghĩ gì khác. 2. Đối với pháp phải tự biết phân biệt lẽ vi diệu. 3. Vui với tất cả, quán sát chúng sinh. 4. Tin biết các pháp không có gốc ngọn. 5. Càng thêm tinh tấn, không phế bỏ đạo. 6. Tạo lập ý chí lớn, vĩnh viễn được an vui. 7. Tùy thuận mà bảo vệ chánh pháp cho đến đạt được đại định. Đó là 7, Phật lại nói kệ, giúp tâm chuyên chí đạo để không nghĩ gì khác, phân biệt pháp vốn không, vui hòa với mọi người, rõ ba môn giải thoát, hiểu các pháp không rễ, thường tu hạnh tinh tấn, không phải bỏ đạo giáo, tạo dân ý rộng lớn, nuôi dưỡng đến cực vui, giúp hiểu sự mê hoặc được định siêu nhật minh. Phật bảo này Phổ Minh, Bồ Tát lại có 10 pháp mau chóng được định này, những gì là 10? 1. Không ngã, 2. Không nhân, 3. Không thọ, không mạng, 4. Không thanh văn, 5. Không duyên giác, 6. Không ở hai pháp, 7. Không chấp trước Bồ Tát, 8. Không tưởng thấy Phật, 9. Không tại sinh tử, 10. Không ở nê hoàng. Phật liền nói kệ, không thấy tôi ta người, không chấp thân thọ mạng, không có tâm thanh văn, trừ ý tưởng duyên giác, không chấp pháp có hai, không đắm trước Bồ Tát, không tưởng thấy thân Phật, không trụ có vô tế, rõ ràng không tưởng thấy, mới thấy tất cả không. Nhân duyên không khởi lại, mới được thành định ý. Phật bảo này Phổ Minh, Bồ Tát lại có 8 pháp mau chóng được định này. Những gì là 8? 1. Bình đẳng, xem xét tà chánh, không có hai tâm. 2. Thường nhớ nghĩ đến tam bảo, không làm cho đức dứt lìa. 3. Giảng nghĩa pháp sâu xa, chưa từng nói năng. 4. Nghiệp gắn liền với đại thừa, không thích đệ tử. Thanh văn, làm việc làm thuận với chánh pháp, không bỏ Phật đạo. 5. Bình đẳng, có phương tiện đúng đắn trừ mọi khởi diệt. 6. Diệt sạch tưởng nhân duyên vĩnh viễn. 7. Ý chỉ vắng lặng, không bị náo loạn. 8. Nhất tâm định ý, xem thấy cả 10 phương, đó là 8. Phật liền nói kệ. Bình đẳng quán tà chánh, cả hai không xứ sở, thường nhớ nghĩ tam bảo, khiến tuệ không đoạn tuyệt, diện nói pháp sâu xa, chưa từng sinh tưởng các, nghiệp gán liền đại thừa, không hâm mộ tiểu thừa, việc làm thường thuận pháp, không bỏ Phật chánh đạo, phương tiện hành bình đẳng, trừ các duyên khởi diệt. Ý trụ vào vắng lặng, chưa từng khởi náo loạn, một lòng giữ định ý, liền thấy Phật 10 phương. Phật bảo này Phổ Minh, Bồ Tát lại có 7 việc mau chóng được định này, những gì là 7? 1. Hiểu sắc vốn không. 2. Tiếng như tiếng vang vọng lại. 3. Hương như gió thoảng. 4. Vị như duyên hợp. 5. Trơn láng có vui gì. 6. Hiểu thức như huyễn. 7. Các pháp giống như mộng. Đó là 7. Phật liền nói kệ, hiểu sắc vốn là không. Âm thanh như tiếng vang,
hương thơm như gió thoảng, trơn láng là lỗi lầm, rõ các thức huyện hóa, tất cả pháp như mộng, hay phân biệt như vậy, được định siêu nhật minh. Phật bảo, này Phổ Minh, Bồ Tát là có năm việc mau chóng được định này, những gì là năm? 1. Tâm bình đẳng đối với nhân và phi nhân trong mười phương. 2. Không dính mắc vào cái lợi cúng dường. 3. Nếu có giảng kinh, người đời sau không thấy sự khiếm khuyết. 4. Không trông mong vào tiền tài cho báu sắc đẹp của người khác. 5. Thâm nhập pháp vi diệu có thể ví dụ. Đó là năm Phật Ly nói kệ. Tâm bình đẳng mười phương, nhân, phi nhân không khác. Nếu được sự cúng dường, chí ấy không dính mắc. Giả sử giảng nói kinh, sau không chỉ khiếm khuyết, không mong tài lợi người, thâm nhập pháp vi diệu. Phật bảo, này Phổ Minh, Bồ Tát có năm việc mau chóng được định này, những gì là năm? 1. Vượt quá các pháp không, vô tướng vô nguyện. 2. Hiểu rõ ba đạt. 3. Trí tuệ tài vô ngại. 4. Thực hành đại trí tuệ độ vô cực. 5. Khéo sử dụng phương tiện quyền biến, không có gì là không thông suốt. Đó là năm Phật Liên nói kệ, vượt không vô tướng nguyện, hiểu rõ trí ba đạt, biện tài không thể lượng, nói ra như biển cả, tu hành trí tuệ lớn, hóa độ không cùng cực, thiện quyền bao trùm khắp, định nhật minh như vậy. Lúc Phật nói pháp này, có 30 ức Bồ Tát được pháp nhẫn bất khởi, có 84.000 người phát đạo ý vô thượng chánh chân, có 3 dạng người xa lìa phiền não cáu bẩn được pháp nhãn thanh tịnh, có 8.000 tỳ kheo dứt sạch nhơ uế, ý tỏ 3.000 thế giới chấn động 6 cách, trời mưa hoa hương, các nhạc cụ tiêu sáo không thổi tự kêu, các loài chim bay, các loài cầm thú đều đến tập hội lắng nghe, 10 phương Bồ Tát tự nhiên bay đến, mỗi vị đều mang các loài hoa nhiều như núi Tu Di, tung trại lên Đức Phật, đem các loài y phục quý báu cúng dường Thế Tôn. Đại thánh khó gặp như hoa ưu bát la, đâu phải dễ gặp, pháp hiếm có này, khó có thể được. Phật đại thần thông, từ vô số kiếp, tích lũy công đức, mở rộng lòng xót thương, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ. Phương tiện khéo léo đều là vì muôn người. Tự nhiên đạt được công đức không bị mất. Ta vì lợi lành được thấy Như Lai, nghe pháp sâu dày phi diệu siêu nhật minh định. Vui thay, thích thay, may mắn gì mà ta được như thế. Phật bảo các Bồ Tát, này các thiện nam, thật đúng như lời các ông nói, tin vào pháp sâu dày và có khả năng tu hành, thì sẽ mau chóng đạt được công đức mười tuệ của định siêu nhật minh. Những gì là mười? 1. Đầy đủ 4 tâm bình đẳng. 2. Không nhàm chán 4 ân. 3. Tôn sùng đại tuệ. 4. Đại định thông suốt. 5. Đạt được thần thông. 6. Thành tựu 6 pháp ba la mật. Pháp nhẫn bất khởi, phương tiện khéo léo. 7. Thấy 10 phương Phật. 8. Có khả năng thống lãnh cõi nước. 9. Nhất sinh bộ xứ. 10. Đã đạt được đạo tràng tam đạt trí. Đó là 10. Lúc nói pháp này, có vô số Bồ Tát đạt được pháp nhẫn bất khởi, vô số người phát đạo ý vô thượng chánh chân. Khi ấy có Bồ Tát tên là Ly Cấu Mục Bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát học, sao gọi là Thanh Văn học, sao gọi là Chuyên Giác học? Phật bảo, này Ly Cấu Mục, không hạn chế, không chướng ngại, tâm ấy phóng khoáng, an nhàn là Bồ Tát học, còn có hạn chế, chướng ngại, tâm ấy hạn chế, thiên lịch là Thanh Văn học. Ít quyến luyến đại thừa, tới lui không có trí tuệ, tâm còn bị cô lập, đó là Duyên Giác học. Ly có một lại hỏi, Bạch Thế Tôn, sao gọi là không hạn chế, sao gọi là không ngại, sao gọi là phóng khoáng? Phật nói, này Ly có một, phát đạo ý vô thượng chánh chân, thương xót tất cả, muốn độ tất cả con người và côn trùng, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm trí tuệ, phương tiện khéo léo. Chỉ vì tất cả không hề nghĩ đến thân mình, tuân theo 4 tâm bình đẳng, từ bi hỷ xả, tăng thêm 4 ân, tuệ thí nhân ái, lợi ích bình đẳng với mọi người, cứ giúp kẻ nguy ích, khốn cùng, thiếu thốn. Giáo hóa họ tu đạo, vì những người trí tuệ khuyến khích tu đạo Bồ Tát, tự xét về lỗi lầm của chính mình, không tìm sự khiếm khuyết của người khác, cung kính người khác như cha mẹ, như con, như thân mình, không khác. Đem thân kính đức, bình đẳng với mọi người, thương xót mọi người như thương con đỏ.
cơ oán hay thân quen, tâm không đối xử sai khác. Hiểu biết thân này là trống không, chúng sinh không có nơi chốn. Tôi, ta, tự nhiên, các pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, Phật pháp tự nhiên, tất cả vốn không, không hình dáng, không tướng mạo. Đó là không hạn chế. Ở trong sinh tử không cầu niết bàn, không thấy niết bàn. Đối với niết bàn không cầu sinh tử cũng không có đối tượng để thấy. Không ghét sinh tử cũng không trụ niết bàn, trụ nơi không chỗ trụ. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp tất cả, cũng không qua lại, ánh sáng không có nghĩ, nhớ tưởng. Bồ Tát cũng vậy, nhập vào tất cả cũng không có chỗ nhập, cũng không có ý tưởng tới lui, giáp khắp. Ví như trong biển cả có châu minh nguyệt bảy báu, rồng thần, thuồng luồng, rắn đùa ba ba, đều ngậm ngọc châu đó, không tăng, không giảm. Nước ấy một vị cũng không nhớ uế, Bồ Tát cũng như vậy. Hiện có giữa sinh tử, ách nạn ba đường, nếu có đến cảnh giới niết bàn vắng lặng, cũng chẳng tăng giảm. Tâm như minh châu, giống như nước sạch, nhất định không bẩn đục, nước được khắp quần sinh, nhập vào các vị thông tuệ bình đẳng, chỉ dạy cho chúng sinh. Cũng như giữa hư không, một cây thuốc độc, cây thuốc đó không làm hại hư không, cây thuốc cũng không dùng để trị bệnh. Bồ Tát cũng là như vậy, ở trong sinh tử ba độc, cũng không làm nhiễm uế. Ở trong niết bàn trong sạch cũng không làm nơi đó thêm trong sạch. Hóa độ muôn dân, không ai là không được cứu giúp. Tuy có nói có vào, nhưng cũng không có ra, xoay tròn qua lại, đó gọi là vô ngại. Đạo tâm không hạn chế thì không có xứ sở, không nhân, không tâm, cũng không có chúng sinh để độ. Tâm như tất cả pháp, như chỗ hướng tới. Chỗ hướng tới bình đẳng thì bình đẳng đó chính là chánh đẳng chánh giác. Không có ba cõi, không có địa vị thanh văn, không có chỗ của duyên giác, không có trụ Bồ Tát, không ở trong hữu vi, không ở trong vô vi, không có, không không, cũng không ở trong quá khứ, vị lai hiện tại. Cứu giúp không có đối tượng để giúp, sinh không có chỗ sinh, giáo vết đạo vốn không, đến đi vốn không, quả bất hoàn vốn không, vô trước vốn không, duyên giác vốn không, ba cõi vốn không, chúng sinh vốn không, Phật đạo vốn không, không kia vốn không, chân chánh vốn không, không đâu là không thích ứng, đó gọi là tâm phóng khoáng. Ly có một lại thưa hỏi. Bạch Thế Tôn, sao gọi là hạn chế, sao gọi là chướng ngại, sao gọi tâm ấy còn hạn chế? Phật nói này Ly Có Mục, dáng sợ các hoàn nạn của sinh tử trong ba cõi, cho rằng niết bàn là số một, không hiểu rõ tự nhiên, nhàm chán cái khổ của thân, sợ xoay tròn trong các khổ cõi trần vô số kiếp, đối với bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, không mệt mỏi cho cả đầu mắt tai mũi tủy não gân thịt và từng bộ phận trên thân thể, cho đến luôn nhớ nghĩ đến Phật, nhưng lại khước từ không học pháp Bồ Tát để mong cầu diệt thân, đó gọi là hạn chế. Đã được La Hán, muốn có chỗ tam muội thiền tư mới thấy được nhân tâm, không thể yên vui thấy tất cả gốc rễ, không ứng bệnh cho thuốc, thích được sống lâu, xem xét thân không sạch, thối rửa bày ra đó, không cho nó là vui, mà coi nó như kẻ thù, như rắn hổ mang, như độc, sớm chứng niết bàn, đó gọi là chướng ngại. Trụ trong niết bàn, thích sáng ghét tối, không hiểu các pháp đều không có gốc rễ, mà cầu có nơi chốn, không biết tuệ rộng, đó gọi là tâm còn hạn chế thiên lịch. Ly có một lời thưa hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn, sao gọi là đứng cô lập ở giữa? Phật nói này Ly Mục, này Ly có một, người phát ý Bồ Tát đối với bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ, đều là vọng tưởng. Muốn được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn, oai thần, thánh đức siêu xuất hơn mọi người, nhưng không hiểu rằng những thứ ấy là không, chỉ là sự hóa hiện của Như Lai, thị hiện thân mạng, trở lại cầu cái cho là có, lại còn cho rằng có người muốn độ, có ý nghĩ tôi ta mà không biết là vốn không, không biết thực hành bốn tâm bình đẳng, không biết bốn ân,
đắm chìm vào hạnh rỗng, không thấy được nhân vô vi, không biết tới lui, không biết tuệ rỗng không. Muốn độ chúng sinh nhưng không hiểu được phương tiện khéo léo của pháp thân để có thể dùng mà cứu tế. Đó gọi là duyên giác học. Lúc nói pháp này, có vô số trời người đều phát đạo ý vô thượng chánh chân. Lúc đó có con của trưởng giả tên là Tịnh Giáo, cùng với 5.000 chúng đi theo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi lui ngồi một bên chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các chúng hôm nay hâm mộ giáo pháp của Phật muốn phát đạo ý, vậy phải tích tập những hành nào thì mới đạt đến đạo tuệ, thi hành pháp gì để được cõi Phật thâu nhận? Phật bảo, này con của trưởng giả, có một pháp hạnh ứng với đạo ý, đó là tâm tánh điều hòa hướng đến mọi loài, giới tâm bình đẳng là một. Phật liền nói kệ tụng, tâm tánh luôn chú hòa, ý chí không thô bạo, bình đẳng thâu tất cả mới ứng hạnh Bồ Tát. Lại nữa, có hai pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là hai? Một, tâm vắng lặng trong sạch, xa lìa mọi kiến chấp. Hai, hoàn toàn không chấp trước, chỉ có chí đại đạo, đó là hai. Phật liền nói kệ tụng, tâm sạch luôn vắng lặng, xa lìa các kiến chấp, trừ 62 nghi, chỉ nhớ hành đại đạo. Lại có ba pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là ba? Một, hiểu rỗng không, không nam trước là sao? Hai, không tướng, không trói buộc. Ba, không nguyện, không thoát. Đó là ba. Phật liền nói kệ tụng, tâm thường hiểu rõ không, vô tướng không trói buộc, vô nguyện không giải thoát, thoát ràng buộc ba cõi. Lại có bốn pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là bốn? Một, thường tuân theo từ tâm, không có ý hại, nuôi lớn đạo hóa. Hai, thường tu từ bi, tuôn lệ thương xót sự đau khổ sinh tử của chúng sinh. Ba, thường phụng hành ý vui, hướng đến quần sinh với nhan sắc vui vẻ, không có tâm yêu ghét. Bốn, thường tu hành bảo vệ tâm, khuyến hóa giáo dục chúng sinh, khiến phát đạo ý. Đã phát đạo ý rồi, đạt đến không thoái chuyển. Đã không thoái chuyển rồi, đạt đến đạo tràng, vô thượng chánh chân, đó là bốn. Phật liền nói kệ tụng, hành bốn tâm bình đẳng, ý chí hòa vui vẻ, thương xót loài chúng sinh, tuôn lệ vì chúng khổ. Tâm muốn độ chúng sinh, bình đẳng không yêu ghét, giúp bảo vệ đạo pháp mới ứng hạnh Bồ Tát. Lại có năm pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là năm? Một, phụng trì cấm giới, không có sự hủy phạm. Hai, định ý nhiếp chí, khiến tâm đạm bạc. Ba, trí tuệ hiểu là không, nhưng không chuộc khởi. Bốn, thoát khỏi năm ấm, khiến không nơi chốn. Năm, hiện ra ở ba cõi nhưng hoàn toàn không sở hữu. Đó là năm, Phật liền nói kệ. Giữ giới không cho phạm, tam muội ý không loạn, trí tuệ phân biệt không, giải thoát năm ấm tụ. Thấy nguy ách ba đời thì hiện vào trong đó, tùy thời mà khai hóa, khiến đạt được sở nguyện. Lại có sáu pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là sáu? Một, mắt thấy đều không. Hai, tai nghe không tiếng. Ba, mũi ngửi không hương. Bốn, miệng nói không lời. Năm, thân không tồn tại thô trơn. Sáu, tâm không nghĩ tưởng. Đó là sáu, Phật liền nói kệ tụng. Mắt nhìn thấy đều không, tai nghe không có tiếng, mũi không đắm vào hương, lưỡi không dính vào vị, biết thân do bốn đại, tâm hiểu rõ vốn không. Như vậy hiểu không hình mới ứng hạnh Bồ Tát. Là có bảy pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là bảy? Một, là thâu tóm thân miệng ý, tịch định, không loạn, không có sai trái, đó là bảy. Phật liền nói kệ, thường thâu dự thân miệng, tâm yên tĩnh không loạn, định tam muội vắng lặng, thần thông tất thông đạt. Là có tám pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là tám? Một, bố thí ba la mật không cùng. Hai, giữ giới ba la mật không cùng. Ba, nhẫn nhục ba la mật không cùng. Bốn, tinh tấn ba la mật không cùng. Năm, thiền định ba la mật không cùng. Sáu, trí tuệ ba la mật không cùng. Bảy, phương tiện quyền xảo ba la mật không cùng. Tám, thành tựu danh tuệ hạnh. Đó là tám. Phật liền nói kệ, bố thí độ vô cực, giới nhẫn tinh tấn thiền, trí tuệ tự nhiên đạt, đạo sáng là tối tôn.
là coi chính pháp là hạnh của Bồ Tát. Những gì là chính? 1. Trừ năm ấm. 2. Bỏ sáu suy. 3. Diệt ba nhơ. 4. Đẩy lùi tám nạn. 5. Không chìm đắm ba cõi. 6. Không luyến tiếc ba đời. 7. Lìa tâm la hán. 8. Xa lìa ý chuyên giác. 9. Chỉ gắn liền đại thừa. Đó là chính Phật liền nói kệ. Trừ năm ấm sáu suy, lìa ba nhơ tám nạn, không dính mắc ba cõi, ba đời không nơi chốn, xe lìa tâm la hán, không nhớ nghĩ chuyên giác, hết lòng cầu đại đạo, đó là hạnh Bồ Tát. Là có 10 pháp là hạnh của Bồ Tát, những gì là 10? 1. Pháp báu tam muội. 2. Khéo trụ tam muội. 3. Không lay động tam muội. 4. Không độ không chuyển tam muội. 5. Chứa hoa báu tam muội. 6. Mặt trời sáng rỡ tam muội. 7. Các nghĩa lợi tam muội. 8. Hiện tại tam muội. 9. Tuệ sáng rỡ tam muội. 10. Dũng mãnh phục tam muội. Siêu nhật minh tam muội. Đó là 10. Phật liền nói kệ. Dùng pháp báu tam muội, khéo trụ không chỗ động, lập vững chắc không chuyển, chứa hoa báu tam muội, rực rỡ các nghĩa lợi, ánh sáng tuệ hiện tại, dũng mãnh phục tam muội mới được siêu nhật minh. Lại nữa này ly công mục, Bồ Tát hành bố thí, trời người thích theo hầu, khai hóa người kêu kiệt tham lam, khi không còn tham tiếc. Bồ Tát giữ giới hạnh, trời người thích theo hầu, hóa độ người buông lung, khiến cho không loạn động. Bồ Tát hành nhẫn nhục trời người thuận theo, hóa độ người sân hận, không còn nhỏ nhặt. Bồ Tát hành tinh tấn, trời người thích theo hầu, hóa độ người biến nhát, khiến họ nỗ lực siêng năng. Bồ Tát hành thiền định, trời người theo học tập, hóa độ người náo loạn, khiến trí được an ổn phán lặng. Bồ Tát hành trí tuệ, trời người thuận theo, hóa độ người bị chướng ngại, khiến thông đạt khuôn mẫu bậc thánh. Bồ Tát hành từ, trời người vui theo, hóa độ người không có lòng nhân từ, khiến tâm bình đẳng nhân hậu. Bồ Tát hành bi, trời người vui theo, hóa độ kẻ ngu si mê muội, thương xót chúng sinh. Bồ Tát hành vui đẹp, trời người theo hầu, hóa độ người buồn rầu lo âu, tự vui giới tiếng trống pháp. Bồ Tát hành bảo vệ, trời người vui theo, cố độ giáo hóa những người không được sự giúp đỡ, hỗ trợ nuôi lớn tất cả. Bồ Tát giảng pháp trời người lắng nghe, hóa độ người ý chí còn phàm tục, khiến họ ham thích thánh điển. Bồ Tát khiêm nhường, trời người cung kính, hóa độ người cao ngạo, phụng kính tam bảo. Bồ Tát làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, trời người vui giới tuệ, hóa độ người không có nghĩa, khiến họ ban cho ân nghĩa rộng rãi. Bồ Tát hành bình đẳng, trời người dự theo, giáo hóa người tâm không rộng rãi, khiến họ tiếp dẫn những ai chưa thông đạt. Bồ Tát hành quyền xảo, như phục các chúng sinh, giáo hóa chúng làm lành, thành tựu sự hiểu biết bình đẳng để điều sinh vào nước ấy. Bồ Tát hành 37 phẩm trợ đạo, đã nhiếp hóa chúng sinh. Ý chỉ ý đoạn, căn lực giác đạo, nhiếp thụ chúng sinh khi được vãng lặng an nhiên. Nếu khi thành Phật thì đều sinh vào nước đó. Bồ Tát ở trong đại hội giảng pháp sâu xa nhiệm màu, khiến cho các loài côn trùng đều mong siêu độ. Nếu khi thành Phật đều sinh vào nước ấy, Bồ Tát thực hành 10 đức, thâu tóm chúng sinh để được khai hóa, bảo vệ thân miệng ý. Bồ Tát nói kinh trừ khử tám nạn, thâu tóm chúng sinh, thực hành tám chánh đạo. Nếu khi thành Phật đều sinh vào nước ấy, Bồ Tát tự xét về mình, không tìm lỗi người khác, thâu tóm chúng sinh, lìa mọi tà kiến, 62 lối nghi. Nếu khi thành Phật đều sinh vào nước ấy, Bồ Tát nói pháp, thâu tóm chúng sinh, giải thoát tám sự trói buộc, đạt đến tám giải thoát. Nếu khi thành Phật đều sinh vào nước ấy, Bồ Tát nói pháp, trừ tám nghĩ bàn, đạt đến biển pháp môn không nghĩ bàn. Nếu khi thành Phật đều sinh vào nước ấy, Bồ Tát nói pháp, giả sử đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh, thành tựu đầy đủ Phật sự sẽ thể hiện niết bàn, độ vô lượng người và đều làm cho được đạo. Như vậy này Ly Cớ Mục, những việc làm gốc ngọn của Bồ Tát là như thế. Để ứng hợp với hạnh này thì gọi là tự nhiên, thành lập cõi nước độ thoát quần sinh. Lúc Đức Phật nói pháp này, Ly Cớ Mục, con của trưởng giả và 5.000 chúng đi theo đều phát đạo ý vô thượng chánh chân, đồng thời đạt được pháp nhận bất khởi. Lúc đó có cư sĩ tên là
kiến chánh bạch Phật, bạch Thế Tôn, con thường nghe nói, nếu nhớ nghĩ tới Phật, thì dù chỉ trong một lúc cũng sẽ thấy, nhưng bị tội che lấp nên không thể tự đến được. Hôm nay quả thật may mắn khó lường, được chiêm ngưỡng Thế Tôn không biết nhàm chán, nghe Pháp không biết mệt mỏi. Của sư Thế Tôn ban cho ân lớn, khiến cho các đời người gặp Thế Tôn. Phật khen hay thay, hay thay. Có bốn việc thường không lìa Phật, những gì là bốn? Một, thường nhớ nghĩ Như Lai, tạo lập hình tượng Phật. Hai, nghe nghĩa sâu xa của kinh liền tin theo phụng hành. Ba, tuy không thấy Phật, nhưng lại hiểu rất rõ vốn là không. Bốn, biết mười phương Phật chỉ là một pháp thân. Đó là bốn việc không lìa chư Phật. Lại có bốn việc. Tuy đối diện với Phật nhưng không bao giờ thấy những gì là bốn. Một, đang có Như Lai mà không đến nghe kinh. Hai, không gặt hái được nghĩa lý của kinh. Ba, không thể thờ phụng tu hành. Bốn, không chỉ bày cho mọi người. Đó là bốn việc. Tuy mặt nhìn Phật nhưng không bao giờ thấy. Nếu có thấy Phật mà tự chấp tôi ta, không hiểu là chẳng phải thường khổ không, chẳng phải thân rơi vào bốn điên đảo, nghe kinh đắm chìm vào âm thanh, không có khả năng phân biệt được tiếng gian. Đối với người này thì thân diệt độ, Phật đã diệt độ, không hiện hữu ở thế gian. Người ấy nghe kinh vui mừng, tâm được khai ngộ, như trong bóng tối không thấy được ánh sáng, biết Như Lai tùy thế tục mà hiện hữu hóa độ, phụng hành đạo cấm, không trái kinh điển, lìa mọi tà pháp, 62 kiến, thực hành bốn tâm bình đẳng, không ghét không thương. Phật tuy diệt độ nhưng ý chí đạt như vậy thường được thấy nhau. Lại hỏi, sao gọi là thấy Phật, sao gọi là nghe pháp, nhân duyên gì cúng dường tăng? Phật nói, thấy thân Như Lai thì xem xét mà biết rằng nhờ hạnh gì mà được đến với Phật. Vốn là do sáu pháp ba la mật thương xót tất cả, như cha mẹ con, như thân mình, không tham bốn đại, đó là thấy Phật. Nghe nói kinh pháp thì không dính mắc vào âm thanh, chỉ nắm bắt pháp, không chấp vào người, chỉ nắm lấy cốt lõi, không chấp vào tiếng, chỉ lấy trí tuệ, không dính mắc vào thân hình, tóm thâu chánh lý, không bám víu vào lời nói, đó là nghe kinh. Nếu thấy được dấu vết đạo, tới lui không trở lại, không dính mắc duyên giác, Thế Tôn, Bồ Tát, tâm cúng dường, bình đẳng, khiêm tốn, ti thuận, không có lòng kiêu mạn, đó là thấy được thánh chúng. Lại hỏi, sao gọi là việc ma? Phật nói, ma có bốn việc, những gì là bốn? Một, thân ma là thân phạm các ác, năm ấm sáu suy không thuận theo pháp Phật. Hai, ma dục trần là tình thái ái dục không bao giờ chấm dứt. Ba, tử ma sinh ra các tượng đắm trước không hứng khởi việc nhớ nghĩ pháp. Bốn, thiên ma cùng quyến thuộc đến dò tìm sự sinh cầu không có nhàm chán, dừng ý cắt ý ma tất hàng phục. Ví như mài sát hai thanh gỗ vào nhau, liền phát ra lửa, lửa trở lại đốt gỗ, lửa đó không từ nước mà có, không từ gió mà có, không từ đất mà có. Bốn ma ấy cũng là như vậy, đều do tâm sinh, không từ bên ngoài mà có. Ví như họa sĩ vẽ một bức hình, tùy theo tay mà có nét vẽ lớn nhỏ, tùy nhân duyên đầy đủ, mà có mọi dụng cụ như màu, bảng, bút. Nhưng họa sĩ không vẽ thì không thể có hình tượng. Bốn ma cũng là như vậy. Tâm đại kiên cố, không móng khởi sai trái thì không có bốn ma. Vì sao? Vì năm ấm không nơi chốn, bốn đại vốn không, 12 nhân duyên không có đầu mối. Hiểu rõ như vậy thì không có việc ma. Chấp ngã, nhân, thọ mạng là cái. Là bị cái thấy ma trói buộc, phân biệt không thân mới có khả năng hàng phục ma. Lê có một bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sao gọi là pháp báu tam muội? Phật nói,
là không các đức tam bảo, Phật pháp thánh chúng. Sao gọi là không các đức? Là phát đạo ý vô thượng chánh chân, thành tựu các gốc của phước đức, như núi Tu Di, tin theo đại thừa, tâm không lay động, trước hết thấy được điềm tốt 3.000 cõi Phật, với ức 100.000 kho tàng thật đầy đủ, đạt được tổng trì thù tháng nan đương, thành tựu thông đạt thí độ vô cực, lúc mới phát tâm, an ổn xả thân, thường ưu lo tất cả các thứ vui, không cho rằng cái vui là vui, bỏ mọi sự ham thích ở thế tục, do chánh pháp làm vui. Sao gọi là vui thế tục? Là tôi, ta, người cảm thọ, năm ấm, sáu suy, 12 nhân duyên, kỹ nhạc ăn uống, quan tước, bổng lộc, tiền tài, vật chất, giàu sang, vợ con, nô tỳ, kẻ hầu, ruộng vườn, nhà cửa, trâu ngựa, xe cộ. Đó là thú vui của thế tục. Sao gọi là vui với chánh pháp? Là hiểu biết, không ngã, không nhân, không thọ, không mạng, năm thông, sáu đạt, 12 bộ kinh, giảng giảng độc tụng đạo pháp của Bồ Tát, không nhàm chán bày pháp tài, thực hành bốn ân, bốn tâm bình đẳng, từ bi, hỷ, xả, ba la mật không cùng, thực hành các điều thiện, không có phá hoại các loài chúng sinh, chỉ vì cõi nước không khen chính mình, không chê người khác, tâm luôn thương xót tất cả, trời thần, quỷ rồng, nhân dân lớn nhỏ đều nhìn thấy người ấy, không ai là không hưng khởi, ý làm việc lành phước đức, đó là vui với chánh pháp. Lại hành 10 việc, những gì là 10? 1. Tính căn là thứ nhất. 2. Định căn là gốc. 3. Đại từ làm đầu. 4. Đại ai là tối tôn. 5. Chư tánh đều, điều hòa nhu thuận. 6. Các thông tuệ chân chánh. 7. Kiến lập chúng sinh. 4. 8. Bốn ân làm đầu. 9. Đạo phẩm là cao tột. 10. Chỉ bảo vệ pháp Phật, dùng làm hơi thở của chính mình. Đó là 10. Lại nữa, người có 10 việc không phạm, đó là thân không sát, đạo châm, miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói theo dệt, ý không giận dữ, hồ nghi, tà kiến, đó là 10 hạnh. Thương nhớ chúng sinh trong 10 phương, như mẹ nhớ con, đối với sắc thọ tưởng hành thức không loạn, không bị người chế thế tục làm mê hoặc, không bị vinh hoa lừa gạt, không theo tham dục, không theo sân giận, không theo ngu si, không theo bài tam bảo, không ôm lòng dối trá, hứng khởi với xấu, nhớ nghĩ về Phật pháp thánh chúng, thí tính tuệ ra vào tới lui, không có cao ngạo, người mới phát ý như trăng mới mọc, rồi sẽ tròn đầy, trời rồng quỷ thần thấy đều ủng hộ, không bị tà ác làm hại, tâm gắn liền với ba ngôi, lấy đạo làm cho báu, biết đời là vô thường, đó là pháp báu tam muội. Lì có một lại thưa hỏi, bạch Thế Tôn, sao gọi là khéo trụ tam muội? Phật bảo, này Lì có một, ví như mặt đất luôn phải thọ nhận các thứ tốt, xấu, lành, ác, thơm hôi, không sạch nhưng không bị nhơ bẩn. Bồ Tát cũng lại như vậy, thọ nhận tất cả pháp, nhân tự tu tập, trước thấy điềm tốt 3.000 cõi Phật, bình đẳng như lòng bàn tay, trang nghiêm bằng các hoa sen báu, thành tựu tổng trì thù thắng khó ví dụ, vượt qua giới độ vô cực, lại hành 10 việc, trừ khử 8 trạng của nạn. Đó là lai kiến lập công đức Phật, hóa độ thanh văn duyên giác thừa, thân thanh tịnh, miệng ý, các việc đều do, đều từ Phật pháp, trang nghiêm chí tánh, vượt qua quy ích của ba đường, đầy đủ các nguyện kiềm chế tâm người, đó là 10. Thân thường thực hành từ, không trộm, không dâm, giảng nói kinh điển không vì cái vẻ bên ngoài, chí thành, hòa giải sự tranh cãi, lời nói dịu dàng không thô lỗ, chơi từng trâu chuốt, xả bỏ tham lam, nhớ nghĩ bố thí, làm cho mọi người được an ổn điều hòa, lìa hết tà kiến, vô do chánh pháp, thường quán, vô thường, khổ không, chẳng có thân, đời là nhơ bẩn, lấy pháp làm kế sách, tâm tự tu tập, các hoạn nạn không thể làm hại, xem thân này chẳng ích gì, năm ấm chỉ làm tổn hại, muốn dứt trừ năm dục Phật đạo là tối tôn, không ôm ấp sự hối hận, xem cõi trời là vô thường, xem người như giấc mộng, ba đường rất khổ nên luôn xót thương họ. Nên dùng cách gì để tự cứu mình ra khỏi nạn sinh tử, năm ấm về giáo hóa người khác, chấp chúng sinh trong 10 phương là ngã sở,
Vì sao? Vì muốn độ thoát họ. Thấy ai đến xâm hại, không nghĩ đó là cái xấu của họ. Nếu người làm lợi ích cũng không riêng nghĩ đó là thiện. Thấy người đến mắng chửi, im lặng, không chửi lại. Nếu người đến đánh đập ta, ta nhẫn chịu, không nên đánh trả. Nếu người sân tức, ta nên khởi lòng lành hướng đến họ. Nếu người chê bai xem thường, ta nên thương xót họ. Không làm hại, lại tự hổ thẹn, vì từ vô số kiếp, ở trong sinh tử, năm ấm ngăn che, không tự thoát khỏi tâm ý mê hoặc, trôi lăn trong năm sông, hoạn nạn trong bốn sự sợ hãi, không tự tỉnh giác, có vật nên ban cho, biết tiền tài chẳng thường còn, thân không phải của ta. Tìm cầu bạn tốt, lánh xa bạn ác, phát ý hướng đến chư Phật. Thường cầu tôn kinh, không ham mê danh tiếng thế tục, luôn thực hành sự cung kính, chỉ luôn tính giới văn thí tuệ đạo, không bị nghi hoặc phạm cấm, biến nhát sân tham ngu si, xa bỏ đạo nghĩa, luôn nhớ nghị pháp như đói tìm thức ăn, mới vào đạo như dòng suối phải từ xa mới ra biển cả. Như mẹ sinh con phải cho bú mớm dưỡng dục, chỉnh đốn đời sống, cơ lấy thân mạng, không sống trong sự chất chứa cho nhiều, cung cấp cho cha mẹ, anh em, vợ con, nô tỳ, khách khứa, luôn nhớ nghĩ thương xót muốn làm cho chúng được độ, không đọa ba đường, thoát khỏi ba cõi, đem thân về nương tựa Tam Bảo, Phật Pháp Thánh chúng. Có được ba đạt, trí tuệ vô ngại, không bị ba cấu bẩn làm nhiễm ô. Thực hành như vậy là khéo trụ tam muội. Ly có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là vô động tam muội? Phật bảo này ly có một. Ví như sư tử là vua trong các loài thú, các thú sợ oai, không có loài nào là không khiếp phục. Trước thấy được điềm tốt 3000 cõi Phật, tự thấy phải nắm giữ 5 binh dũng mãnh để mau thành tựu thiền trụ tấm trì, đầy đủ siêu việt, nhẫn độ vô cực. Lại có 10 việc nhẫn gì là 10, 1. Nhẫn nhục là gốc, 2. Tinh vui là sức lực, 3. Dạy dỗ tất cả mọi người tham nhập pháp nhẫn vi diệu, 4. Cắt đứt mọi trói buộc, 5. Trừ khử ham muốn nghi ngại, 6. Không mến mộ nguồn gốc của thân, 7. Không tiếc thọ mạng, 8. Dùng các thông tuệ, 9. Vượt ba môn giải thoát, 10. Quán pháp bình đẳng. Đó là 10. Bảo vệ thân miệng ý, luôn dùng các pháp để hưng khởi nhân duyên. Sao gọi là vui với chánh pháp? Là vui với giáo pháp của Phật, không thích pháp thế tục. Ưa nghe kinh điển, không nghĩ đến chuyện thế gian dèm pha, ưa cúng dường chúng tăng, không vì các bè đảng thế tục, chỉ thích Tam Bảo, không ưa ba cấu nhiễm, thích vượt ba xứ, không bị ô nhiễm, thích xét xem bốn đại đất nước gió lửa, không có chấp ngã, thích đem an vui cho mọi loài, không làm nguy hại, không thích bố thí tất cả, không có sự keo kiệt, thích thờ phụng, giữ gìn cấm giới, không hủy hoại những gì mình đã tuân thọ, vui thích trong nhẫn nhục, không mất gốc đức, thích sức mạnh tinh tấn, không gây tội căn, thích thiền định để một lòng không bị loạn ý, thích trí tuệ sâu xa, không bị ngu hoặc, thích hóa trần lao, không bị xấu ác, thích cõi Phật trong sạch, không chán sự chỉ bày giáo hóa, thích trang nghiêm đạo pháp, không vì phi pháp, thích ba pháp môn giải thoát, lìa không tướng nguyện, thích pháp vô vi, không thích hữu vi, thích nhập vào pháp sâu dày, không bị thất tiết, chỉ thích vui vẻ, lìa mọi giận hờn, thích pháp tự nhiên, cũng không bỏ mọi người, thích học tập bạn tốt, xa lìa gần sự gần gũi sâu nặng của thế tục. Thường thích chí đạo, không tạ mê hoặc, thích dạng chánh nghĩa, không vì điển tích thế tục, thích kính mộ Bồ Tát, không vì thanh văn, thích cầu chánh giác, không vì duyên giác, thích hướng đến đại đạo, không vì tà thuật, thích gắn liền với tám bình đẳng, không bị tám tà, thích 62 tuệ, không bị rơi vào 62 kiến, thích pháp vô thượng, không ưa thấp hèn, thích sự nghiệp đại thừa, bỏ pháp la hán, đó là vui với chánh pháp. Lại có 10 việc mau được định ý, những gì là 10? 1. Lòng lành thương người, không gây tổn hại nguy khốn. 2. Thường thực hành 10 việc lành. 3. Xa lìa hành ác. 4. Chuyên tâm tu đạo. 5. Khéo nhớ nghĩ pháp Phật.
6. Như đói cầu ăn, như khát cầu uống. 7. Tôn trọng nghĩa sâu xa. 8. Không có những nghĩ sai lệch khác biệt. 9. Lòng lành giới nghĩ mười phương. 10. Muốn độ tất cả, không hề nghĩ về mình, đó là 10. Sao gọi là pháp vô động tam muội? Vì thứ nhất là siêu việt, thứ hai là tam muội không bị dục pháp làm mê hoặc, thờ phụng thực hành pháp từ tâm của Bồ Tát, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ để cứu độ chúng sinh thoát nạn ba đường, tu tập đại từ bốn cứu giúp ba cõi, xem tất cả mọi người như mình không khác, không nhớ nghĩ gì khác, chỉ thường nhớ nghĩ pháp, lấy nhớ nghĩ là pháp làm căn bản, và biết thế tục là tội lỗi, luôn thương xót quần sinh để làm cho đến với đạo, đó là vô động tam muội. Ly có một bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sao gọi là độ vô động tam muội? Phật bảo, này Ly có một. Ví như lực sĩ dũng mãnh cường tráng, chỉ cần vận công một cái, thì tất cả xiềng xích trói buộc đều bị đứt. Oai hùng, sức lớn, bước đi một mình, không ai sánh bằng, trừ mọi dơ hại. Oán thù, lao khổ cõi trần, trước thấy điềm tốt 3.000 cõi Phật, bốn phương, bốn hướng, có gió mạnh thổi đến, làm rung bao nhiêu thứ hoa khắp cả cõi Phật, phân biệt thành tựu tổng trì, khó đảm nhiệm, đầy đủ siêu việt, tấn độ vô cực. Lại có 10 việc, những gì là 10? 1. Căn tinh tấn bình đẳng. 2. Tấn lực làm căn bản. 3. Phương tiện bình đẳng. 4. Ý chí làm đầu. 5. Khiến tất cả mọi người không ham thích thân. 6. Đem tâm khẩu thuận hóa chúng sinh. 7. Chỗ trụ không quay lại nhưng không có nơi trốn. 8. Tinh tấn cao tột. 9. Hàng phục oán hận. 10. Siêng năng tu tập thành tựu các thâm tuệ vi diệu. Đó là 10. Nhớ nghĩ thân bốn đại cũng như rắn độc. Sợ già bệnh chết không xả bỏ đầu đuôi. Không bị việc mê hoặc. Từ bi hỷ xả các loài chúng sinh. Như cha, như mẹ, như con, như thân mình, bằng nhau không khác. Thường suy nghĩ về nghĩa đạo, không nghĩ đến tham lam, giận hờn, ngu si, thực hành bố thí, không có ý tưởng keo kiệt, phụng trì cấm giới, không có ý tưởng phạm ác. Nhớ nghĩ nhẫn nhục, không nên có ý tưởng sân tức, thường tu tinh tấn, không có ý tưởng biến nhát, tinh chuyên một lòng, không có ý tưởng loạn, hạnh trí tuệ chân chánh, không có ý tưởng mờ ám. Thường cầu phương tiện, hết lòng khéo léo quyền biến, không có ý tưởng buông lung, luôn nhớ nghĩ đến việc khuyến khích giáo hóa mọi người như độ chính mình. Tất cả cái có được không phải là cái của ta, ngày đến sự hoạn nạn, đau đớn, khổ độc ở địa ngục, cũng như thân mình đang chịu cảnh ấy. Thường xét lỗi mình, thay thế chịu tội cho người khác, không lấy đó làm oán hận, ngày đến sự đói khát ở cảnh ngạ quỷ, mà đau thắt rơi lệ, bốn cứ giúp chúng, khiến chúng được an ổn, tự nhiên, cho chúng thức ăn chánh pháp, trừ đối khác của năm ấm, sáu suy, thức ăn bằng tụng đọc, học tập kinh điển, uống nước bằng phân biệt nghĩa kinh, tu sáu pháp hạnh, dùng làm nền hiền lương, ra vào tới lui tinh tấn an lành, nghĩ đến những loài bị đọa làm thú mà thương xót trong lòng, muốn làm cho chúng được an ổn, trả nợ. Trả hết nợ trước, hiểu rõ tội cũ, khiến không tạo tội mới, phụng hành các điều lành, không làm các ác, tự quan sát chính mình, đời đời không rõ. Bởi giờ chấp trước tôi ta không tin đạo pháp, nghĩ đến người phạm tội như rơi vào hố sâu, phụng hành tinh giới, tâm như hư không. Người không hiểu được chánh pháp, luôn bị trôi lăn trong năm đường, cũng như bánh xe lăn. Cha mẹ ưu lo nhau, anh em nghĩ đến nhau, vợ chồng luyến ái nhau, tất cả đều do tâm không vững chắc mà có. Vốn là cha mẹ trở lại thành con trai, con gái, vốn là con trai, con gái trở lại làm cha mẹ, hoặc là vợ chồng trở thành oan gia, trên dưới điên đảo, gốc rễ không thường, tâm ý Bồ Tát luôn từ sự nhớ nghĩ chúng sinh ấy, khai hóa, khiến cho tin vào chánh đạo của Đức Phật. Tin hiểu vào vô thường, khổ không, chẳng có thân, đó là độ vô động tam muội. Ly có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là bảo tích hoa tam muội? Phật bảo này Ly có một. Ví như cây trú dạ trên cõi trời đáo lợi,
dùng các bản hạnh vượt qua năm căn, vượt ra khỏi tâm chúng sinh, trong sạch như hư không. Trước thấy điềm tốt 3.000 cõi Phật, các tiếng âm nhạc hòa nhau trỗi lên, thân được trang nghiêm bằng các chuỗi ngọc dùng hoa tự di, làm rực sáng thân thể. Mưa hoa giải thoát và hoa sen xanh đầy khắp ở trên. Vì lý do đó cho nên các đức tổng trì liền vì thọ ứng thiền độ vô cực. Lại có 10 việc nhẫn gì là 10. 1. Điều phục các căn dùng làm cái gốc của đức. 2. Nhất tâm làm tăng lực. 3. Phương tiện bình đẳng. 4. Định ý không loạn. 5. Cấm giới làm nguồn gốc. 6. Môn giải thoát là trên hết. 7. Hướng đến cốt yếu của định. 8. Không có sở hữu. 9. Tiêu diệt trần lao. 10. Suy nghĩ đầy đủ các định. Đó là 10. Thương xót năm đường, công kết khử trừ năm ấm, thành lập năm căn, khử trừ hóa độ năm sắc, tới chứa công đức đầy đủ năm phẩm, giới định tuệ, giả độ tri kiến phẩm. Chỉ ngưỡng mộ năm phép thần thông, trong mong 10 luật tránh xa các tội lớn, dù ở chỗ nào cũng tu pháp Phật, danh đức vang xa, thương xót 3 cõi không bị ngu muội, rõ đường thiện ác. Ví như vạn sông đều đổ về 4 biển. Bồ Tát thờ phụng tu hành pháp như vậy, tinh tấn không thôi, hướng đến đại đạo. Ví như trăng mồng 10, ánh sáng chuyển dần đến tròn đầy, đủ chiếu sáng chúng sinh. Bồ Tát cũng là như vậy, công đức oai diệu ngày càng tăng ít, vượt qua các nguy ách, thương xót khổ nạn của quần sinh. Lại có năm hạnh, những gì là năm? 1. Năm giới trong sạch với như gương sáng không có nhiễm ố. 2. Không phạm vào 10 điều lành. 3. Đầy đủ giới sạch không mất ý đạo. 4. Không bị tà tưởng. 5. Không tham thân mình. Đó là năm. Là có năm pháp, những gì là năm? 1. Trừ nóng giận, không có tâm khiếp nhược, bỏ ý keo kiệt, bọn sẻn, trừ chí vua nịnh quanh co. 2. Phân biệt và hiểu rõ không. 3. Không chỉ miệng nói mà luôn một lòng sửa chữa để hành không bị loạn. 4. Không biết giàu sang, thế lực chỉ là huyễn hóa. Quán sát như bọt nước, thọ như bong bóng nổi, tưởng như cây chuối, sinh tử như hình bóng, tức như huyễn. 5. Không bị sắc sai khiến, không bị thọ mê hoặc, không bị tưởng đẩy lùi, không bị tà hành, không bị tức làm thoái lui. Hiểu rõ năm ấm là không, đó là năm. Là có năm việc, những gì là năm? 1. Tham dâm. 2. Sân giận. 3. Say ngủ. 4. Đùa giỡn. 5. Hồ nghi. Phải nên loại trừ năm sự ngăn che cản trở này, nhìn thấu triệt, nghe rộng suốt, bay đi nhẹ nhàng, biết tâm niệm của người khác, tự biết được chỗ sinh tử đưa đến, tự vui với năm thần thông, không bị năm ấm làm cho buông lung, thân tu đức hạnh, không làm phi pháp, khai hóa, thuyết pháp, làm an ổn cho số đông, không làm việc ác, nguy hại, lấy đạo làm sự nghiệp, ăn bằng sự học tập giáo pháp, hiểu nghĩa làm thức uống, không ham giàu sang phú quý, lấy pháp làm giàu, hiểu không làm sang, đó là bảo tích hoa ta muội. Ly có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là nhật quang diệu ta muội? Phật bảo, này Ly có một, đưa thấy điềm tốt 3.000 cõi Phật, các ao báu đầy tràn nước 8 vị sạch trong, trong các loại hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, xung quanh lan can, đều dùng 7 báu và đủ các loài hoa mật, hoa ngọc. Đáy hồ ra các vàng rồng, thân vui chơi nô đùa trong đó, thành tựu tuệ định, chứng minh tổng trì để đủ sự siêu thoát, trí độ vô cực. Lại có 10 việc, những gì là 10? 1. Tuệ làm của nguồn. 2. Trí lực hơn hết. 3. Chánh kiến là tối cao. 4. Ý bình đẳng là hơn hết. 5. Thân tu các đức. 6. Nhập vào các loại tướng của Thánh Đế. 7. Vì tướng bình đẳng. 8. Tuệ không bị ngăn che. 9. Trừ các vạn kiến. 10. Không khởi pháp nhẫn. Đó là 10 việc. Quán tình, quán sáu tình vốn không có nơi chốn. Không từ đâu đến, không đi về đâu, vốn tự nhiên không. Duyên chống đối khởi lên. Ví như trời mưa, không từ đồng mà có, không từ nước mà có, không từ đất mà có, không từ tâm của rồng mà có. Đều do hội đủ nhân duyên nên mới mưa. Sáu tình các nhập cũng là như vậy. Do nhân duyên hợp thành, không thể độc lập, sinh tử cũng vậy. Ví như họa sĩ vẽ tranh, người, nhà, cửa, voi, ngựa, xe cộ.
khi chưa vẽ thì không thấy có sản phẩm. Nhưng khi có đủ các yếu tố dụng cụ như vách, bảng, giấy, bút, lụa là họa sĩ đặt bút vẽ thì sẽ có sản phẩm tốt xấu cũng là như vậy, đều do nhân duyên hợp thành. Nếu lại hành đạo do tu 10 điều lành, 6 độ, bố thí vô cực, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện khéo léo thì mới hợp thành, không đắm vào thân Phật, cũng không lìa thân Phật, tâm ý không tưởng, tự nhiên như không, nhập vào đại từ, lại tu đại bi, hỷ, xả, các hạnh, không vì thân mình mà vì tất cả, cũng không có sự mong cầu, thân hành cẩn thận, miệng nói khiêm nhường, hòa thuận, tâm nhu hòa, không vô định quanh co, ngay thẳng, không tà bậy. Lại có sáu việc mau chóng được đạo vô thượng chánh chân, những gì là sáu? Một, thường nương tựa vào Phật mà trụ. Hai, nhập vào chánh chân, tâm không quay trở lại. Ba, tự hiểu rõ hạnh bên trong của chính mình. Bốn, được bạn tốt, dân đó mà giao phó. Năm, chí nguyện rộng lớn, không biết nhàm chán. Sáu, tâm luôn hòa hợp, đầy đủ trí tuệ. Đó là sáu việc. Bồ Tát hành đạo không cậy vào sắc thọ tưởng hành thức, không dựa trong ngoài, tùy gốc giáo pháp, không trái hành sâu xa tốt đẹp của Bồ Tát, không bỏ lòng lành lớn, không để mất lòng thương xót lớn, tùy theo sự thiếu thốn của người đời mà cứu giúp họ, tu đạo chánh hóa, không vì tà giáo, nhất tâm hướng đến trí tuệ, không để ngu muội che lấp, phân biệt xấu suy cũng như hóa huyễn. Hình bóng, tiếng vang, bóng câu, như bóng trăng in nước, như giấc mộng, bất chợt, không biết. Đó là nhật quang diệu tam muội. Lì có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là mau thành tựu các lợi nghĩa tam muội? Phật bảo này lì có một, trước thấy điểm tốt, thấy 3.000 cõi Phật có các ao báu, xem xét bên phải, bên trái của ao, vượt khỏi nguy ách địa ngục, thoát ra ngoài đồng hoang, mau được thành tựu kỳ đặc tụ lạc tổng trì, tức đầy đủ sự tiêu siêu thoát, quyền độ vô cực. Lại có 10 việc, những gì là 10? 1. Nhập vào các chí hạnh. 2. Kiến lập chúng sinh. 3. Lòng đại từ không cùng, lấy việc thương xót khắp tất cả làm gốc. 4. Tâm tánh điều hòa, nhu thuận, chưa từng mệt mỏi, nhàm chán. 5. Không đau, không thâu nhận đệ tử duyên giác thừa. 6. Quán sát kỹ lưỡng, chắc chắn. 7. Chế ngự đạo tâm. 8. Dùng các thông tuệ. 9. Kiến lập không thoái lui. 10. Hiểu rõ việc mở rộng trí. Đó là 10 việc. Thường dùng tuệ chân chánh xa lìa tà kiến, tự nhiên tu đạo không bị thế tục làm mê hoặc, thâm nhập pháp vi diệu vô cực. Dấn thân vào đạo và tục, ở trong tục mà không tục. Đối với đạo không có nương cậy, suy nghĩ, bước vào thánh giáo, khai hóa chúng sinh, sinh già bệnh chết. Thường giữ gìn thân mình, khước từ sáu tình, không đọa sáu suy, không theo bảy tà. Thường thu giữ bảy giác, tâm hiểu rõ không tà, không phế bỏ, tinh tấn. Thuận theo chánh pháp, không trái với tâm hoan hỷ, không có oán hận, tính căn không mê hoặc, an ổn không gian nguy, chí định không loạn, tính tài, tính trí vốn không giới tài, không rơi vào tiểu thừa, vào tài xấu hổ. Xấu hổ thấy mình chưa vượt qua 3 cõi, tài hổ thẹn là thẹn với việc không có mở rộng tuệ, tài nghe rộng là nghe không ai sánh bằng, cho đến trí sâu xa là bố thí tài thí. Dùng đại đạo trí tuệ tài, nhập vào trí tuệ độ hết tất cả. Có 10 việc đạt đến không thoái lui, những gì là 10? 1. Nghe có độ vô cực, tâm không lay động thoái lui. 2. Có Phật không Phật, tâm không lay động thoái lui. 3. Có Pháp không Pháp, tâm không lay động thoái lui. 4. Có thánh chúng không có thánh chúng, tâm không lay động thoái lui. 5. Có đạo không đạo, tâm không lay động thoái lui. 6. Có Bồ Tát, không có Bồ Tát, tâm không lay động thoái lui. 7. Có Pháp thân, không có Pháp thân, tâm không lay động thoái lui. 8. Có thế tục, không có thế tục, tâm không lay động thoái lui. 9. Có người, không người, tâm không lay động thoái lui. 10. Có mạng, không mạng, tâm không lay động thoái lui.
có thọ, không thọ, tâm không lay động, thoái lui, đó là 10. Bồ Tát bay đến 10 phương giáo hóa chư thiên và các quần sinh, lấy pháp làm cội gốc, lấy đạo làm cội nguồn, không chấp tôi ta, hoặc vào địa ngục cứu giúp khổ đau, hoặc vào loài cầm thú khai hóa dứt sự ngu muội, hoặc vào ngạ quỷ an ủi làm cho chúng thoát cảnh đói khát khổ độc triền miên. Bồ Tát tùy theo thế tục mà giáo hóa, mà giáo huấn hóa độ khiến cho họ đều được như sở nguyện, không bị pháp thế tục làm nhiễm ô, trong sạch như ánh sáng mặt trời, trong suốt như trăng tròn. Bồ Tát được không thoái lui, có khả năng thực hành những quyền biến, có thể khai hóa, cứu giúp và bảo vệ và độ thoát cho phần đông. Các người bị khổ não đều được đại an, các người không trí đều mở rộng được mưu trí, đó là được thành tựu các lợi nghĩa tam muội. Ly có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là hiện tại chư Phật mục tiền lập tam muội. Phật bảo này Ly có một, ví như mặt trăng tròn, xua tan bóng đêm. Cũng giống như các việc làm mà chuyên tu thanh tịnh, sở nguyện viên thành, ký lập đầy đủ cõi Phật thì giáo huấn, hóa độ chúng sinh. Trước thấy điểm tốt 3000 cõi Phật, sư tử là chúa muôn thú, bờm rực rỡ như gấm lụa, thân nó cao lớn, oai phong, chế ngự muôn thú. Bồ Tát được thành tựu vô cực 84000 các tổng trì môn, đầy đủ sự siêu thoát, thành tựu trí tuệ. Là có 10 việc, những gì là 10? 1. Một lòng định ý tam muội. 2. Không tưởng niệm. 3. Chí chuyên hướng đến Phật. 4. Đoạn trừ các tưởng. 5. Không vì các sự mong cầu. 6. Hiểu rõ pháp đều không. 7. Không sợ ba cõi. 8. Không thích vô vi. 9. Không chấp hữu vi. 10. Hiểu biết pháp thân. Đó là 10. Cái hướng để nghe là Phật hiện tại, luôn nhớ nghĩ về phương ấy. Thế Phật nói pháp cho chúng hội, cho 4 bộ đệ tử, xét 4 đại đều không, đất như bọt nước tụ, nước như giọt sương mai, lửa như điện chớp, gió như thoáng qua, phân biệt 4 đại loại do nhân duyên hợp lại mà thành, nó vốn chẳng có. Từ quán gián hình, xét tất cả các căn vốn không có hình dáng, từ quán thọ, biết vốn không thọ, từ quán tư tưởng, xét tất cả tư tưởng, biết vốn không tư tưởng, từ quán ý, biết vốn không ý, quán thân mình, biết đã là không, nên thấy tất cả cũng đều không, thương xót 8 nạn, buông bỏ 8 việc của thế tục, lợi suy, chê khen, có danh, không danh, khổ, nhọc, an vui, xả bỏ 8 tà, không trụ 8 chánh, bình đẳng đối với có và không, cũng không chỗ trụ, thực hành 4 tâm bình đẳng, từ bi, hỷ, xả. 4 ân cứu giúp chúng sinh, huệ thí nhân ái, làm ích lợi khắp cho tất cả, nhất tâm hướng đến Phật, không có các tưởng niệm, đoạn trừ năm ấm, xấu suy không nơi ở, tâm luôn được định, không thấy 4 đại, không thấy nhân dân, không thấy trời đất, nhân vật, vĩnh viễn không thấy gì, lâu lâu mới thấy 10 phương chư Phật. Ví như nước đục không thấy được đáy, nhưng khi mặt nước lặng yên không động thì thấy rất rõ. Bồ Tát cũng như vậy, vừa định không tưởng, quán không thấy gì. Năm ấm xấu suy, sáng như mây tan, ánh sáng mặt trời, mặt trăng xuất hiện. Thấy Phật 10 phương, bởi lại quán xét ta đến chỗ Phật, Phật lại ta chăng. Tâm tự suy nghĩ, Phật cũng không lại, ta cũng không đến. Ví như gương sáng, nước trong, dầu sạch, thì dễ xem hình thấy bóng, không vào, không ra. Bồ Tát cũng lại như vậy, thấy Phật trong 10 phương, không qua, không lại. Ví như trong mộng, thấy mình về cố hương, tự thấy cha mẹ, anh em, vợ con. Đến khi thức giấc, chẳng thấy có gì. Bồ Tát cũng như vậy, thấy Phật trong 10 phương, sau khi xuất định đều không thấy gì. Vì sao? Vì cái hiểu biết vốn không, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chỉ là hóa hiện, không hình bóng, không nơi chốn. Ví như hư không, không thể biết được. Cái gì là không, pháp thân là như vậy, không có nơi chốn.
Được như thế mới có khả năng thấy một cách thấu triệt nguồn gốc của tất cả. Ngồi đấy mà thấy mười phương không qua không lại, đó là hiện tại chư Phật. Lập một tiền tam muội. Ly có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là tuệ quang diệu tam muội? Phật bảo, này Ly có một, thấy trước được điềm tốt nơi 3.000 cõi Phật. Triệu Luân Thánh Vương tạo pháp phương giáo, có vô lượng vua tôi quần thần, trong 1.000 quyến thuộc theo hầu hạ, ở trong hư không, cầm các hoa báu, chia khắp thân, được thành tựu vô tận hạnh tổng trì môn, cai quản 60 vạn các tuệ tổng trì, để đủ sự siêu thoát, giáo hóa chúng sinh, với như thần châu minh nguyệt, có thể làm cho các kẻ nghèo cùng khốn khổ, đều được đầy đủ may mắn, đầy đủ các pháp dạy dỗ quần sinh, tùy theo mọi người mà ban cho tất cả kho tàng phước đức, là có 10 việc nhẫn gì là 10. 1. Dùng chánh pháp mà bố thí. 2. Dùng giới nhiếp hóa kẻ không thuận. 3. Dùng nhẫn nhiếp hóa kẻ cường bạo. 4. Dùng tinh tấn nhiếp hóa người biến nhát. 5. Dùng thiền định nhiếp hóa loạn ý. 6. Dùng trí tuệ nhiếp tà trí. 7. Khéo léo dùng sự quyền biến tùy thời giáo hóa. 8. Đêm đại thừa lưu truyền, mở rộng làm lớn mạnh đại đạo. 9. Vượt qua 8 nạn, đủ thoát 8 tà hạnh. 10. Tâm bình đẳng với tất cả, không có thiên nghiêng lệch. Đó là 10. Trụ 8 không nghĩ bàn, không xả bỏ hành Bồ Tát. Quán ba cõi như huyện hóa không tật. Tự nghĩ từ đâu mà đến và đi về đâu, nhưng không thấy đến đi. Nhưng tùy theo đi đứng, mỗi mỗi tự thành tựu. Mới như có người đi qua cánh đồng hoang vào nắng trời mùa hạ, không có một bóng người, từ xa, anh ta trông thấy có dòng suối chảy. Cạnh suối có cây lớn xum xuê, hoa trái đầy cành, càng làm cho anh ta thêm đói khát mệt lẻ người. Nói không ra hơi, muốn đến nơi ấy nên cảm thấy nó rất gần. Khi anh ta đi đến, chỉ còn vài dặm thì không thấy có nước gì cả. Lúc đó anh ta mới hiểu rằng, đó chỉ là bóng nắng, không phải là nước, nên không đi tìm nước nữa. Chúng sinh không hiểu ba cõi như huyện hóa, chấp trước tôi ta có thọ mạng, nghe Phật nói kinh cho tất cả là vô thường, mới suy nghĩ hiểu rõ, không còn bị mê hoặc. Bồ Tát biết rõ tất cả ở trong ba cõi như hóa, như huyện, như hình bóng, như bóng câu, như mộng, như bóng trăng in nước, đều biết vốn là không, nên không dính mắc, không trói buộc, không thoát, tất cả không cầu. Cũng như mẹ hiền nuôi dưỡng các con, Bồ Tát cũng như vậy, khai hóa tất cả, nhưng không dính mắc vào đó. Ví như người dẫn đường, đưa những người buôn bán trở về quê hương, không gặp ác tặc, an ổn về đến nhà, Bồ Tát cũng lại như vậy. Dùng định tuệ quán diệu tam muội, dắt dẫn tất cả, khử trừ ba độc tối tâm, dân dâm dật, giận hờn, ngu si. Chỉ bày ba thừa, đại thừa là cội gốc, tất cả đều được như sở nguyện. Ví như thầy thuốc giỏi, thấy các người bệnh mà cho thuốc, làm cho các người bệnh ấy được hết bệnh, Bồ Tát cũng là như vậy. Dùng tề quan diệu tam muội, thấy khắp các hoạn nạn, đau khổ bởi ba độc của chúng sinh. Trong năm đường, đem đại từ bi mà khai hóa họ, khiến họ thờ phụng tu hành tuệ chân chánh vô cực. Người phát tâm hay chưa phát tâm, đều tinh tấn kiên cố hồi hướng. Tiến lên đến nhất sinh bộ xứ cho đến đạo cho thượng chánh chân, đó là định tuệ quan diệu tam muội. Lại có một bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là dụng mãnh phục tam muội? Phật bảo này lại có một. Vì như chuyện Luân Thánh Vương, công hạnh vô lượng, oai đức cao vời vợi và rất được tự tại, đối với tất cả pháp thì được tuệ vô tận, ở trong hư không, không dơ, lại trong sạch. Trước là thấy được điềm tốt của 3.000 cõi Phật, thân tướng Như Lai vàng tía, ánh sáng tròn đầy cùng với vô số phạm đức, nói kinh trải qua ức trăm na tuật, được thành tựu vô lượng thành tổng trì môn, cai quản hàng xa 100.000 hạnh tổng trì, đầy đủ sự thì siêu thoát thành tựu nhiều thánh trí. Lại có 10 việc những gì là 10. 1. Có chí về nhất thiết trí thì không đâu là không thích ứng. 2. Không trụ hữu vi, không trụ vô vi. 3. Hành tâm từ bao trùm khắp bình đẳng với chúng sinh. 4. Hành tâm đại bi bình đẳng như không.
5. Không nghĩ đến đệ tử, không tưởng Bồ Tát xấu, không có chí thế tục, cũng không có ý đạo. 7. Thường dùng đại tuệ tùy thuận giáo hóa chúng sinh. 8. Nhập vào tất cả sinh, cũng không chỗ sinh. 9. Hiện các cõi Phật, không sợ bỏ pháp thân. 10. Bình đẳng tâm tôi ta cùng với Đế Hoàng. Đó là 10 việc. Không dùng thân miệng để có chỗ nói làm, tâm thường an định, không thêm không bớt. Hiện vào cõi, hiện vào dục giới, đổi các dục trần. Đối với những ham muốn tự nhiên cũng không chìm đắm. Tất cả không cầu, với như hoa sen không dính nước bẩn, Bồ Tát hiện vào sắc giới. Đối với sắc tự nhiên không có mong cầu, cũng như dầu mè không hợp cùng với nước. Quán sắc là không sắc, tự xét nó vốn không và cũng không có chỗ để mà xét. Hiện cõi vô sắc, tự nhiên không sắc, không sâu, không trước. Với như lửa cháy không đốt hư không, cũng không tăng giảm, không đến không đi, không chỗ đến đi, một mình bước đi trong ba cõi, vượt khỏi ba xứ. Ví như chim bay trong hư không, không có gì làm cản trở, cứu thoát ba cõi đều tùy theo cái gốc ý chí, khiến mau chóng khai giải để được đến đại thừa. Ví như thầy thuốc giỏi dùng bao nhiêu thuốc tùy theo con bệnh mà cho thuốc, mà cho uống, uống xong bệnh gió lạnh nóng được thuyên giảm. Bồ Tát cũng là như vậy, dùng thuốc chánh pháp của Phật trị liệu bệnh. Các bệnh dâm dật, giận hờn, ngu si đều được tiêu trừ. Tâm ấy trong sạch, không hình, không tên, cũng như vua, dũng mạnh thống lĩnh đại quân, công phá ác nghịch. Bồ Tát cũng là như vậy, dùng đại từ bi, khai hóa chúng sinh, lo lắng chu toàn cho người ngu muội 62 kiến, đều rơi vào lưới tà và sự hồ nghi. 62 cái chẳng phải chánh pháp lại khiến phát ý, tự ý tuân theo 6 độ đại từ đại bi và các hạnh quốc yếu khiến đến được đại thừa. Ví như thuyền trưởng dựa vững con tàu qua lại thông suốt, đưa mọi người từ bờ này sang bờ kia tùy ý. Bồ Tát cũng là như vậy, dùng định dụng mãnh phục tam muội, đồ tác do lượng sanh tử phiền não. Đối với thanh văn hiện tùy tâm khai hóa, đối với chuyên giác hiện theo cái gốc mà trao truyền, thì hiện thân Phật chỉ bày dạy dỗ ba đường, hoặc hiện đại pháp tuệ vô cực, pháp đại thừa sâu xa, không có ba đường ác, cũng không có ba thừa. Với những người làm trò ảo thuật ở giữa mọi người, tự hiện thân chết, lửa đốt thú ăn. Thế thế, ai nấy đều sợ hãi cầu xin cho rất nhiều tiền, muốn người ấy mau sống lại, biết được mọi người cho rất nhiều tiền của, anh ta liền từ đất ngồi dậy, cũng lại như vậy, không có chết, cũng không có sống. Bồ Tát cũng lại như thế, khai hóa chúng sinh trong sinh tử năm đường, hoặc phát tâm Bồ Tát, hoặc làm thanh văn, hoặc làm duyên giác, hoặc sinh lên trời, bỗng nhiên hiện Niết Bàn. Mọi người khóc lóc cho là đã diệt tận, lại hiện đến phương khác. Duyên giác thanh văn cũng lại như vậy, cho đến cho là đã diệt độ, không còn trở lại. Như lửa tiêu diệt cũng không nơi chốn đều quy về không. Bồ Tát tuy hiện Niết Bàn, hợp cùng pháp thân, cũng không đến đi qua lại. Thì hiện tùy chúng sinh mà hóa độ, chỉ có Bồ Tát Đại Sĩ mới đạt được như thế, hiện biết pháp thân. Ví như mặt trời chiếu sáng, hiện ở khắp nơi trong nước, quận huyện, ấp thôn xóm làng, mặt trời không thấp, cũng không dời đổi ở tại nhân gian chiếu khắp cả, không đi, không lại. Bồ Tát cũng vậy, hiện khắp trong ba cõi, nhưng không qua lại khắp hết, độ thất tất cả, nhưng không thấy có đối tượng mình độ. Đó là dụng ảnh phục tam muội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội Quyển Thượng hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đời tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.